Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái tựa game đó là Cyber Hunter. Giới thiệu cho anh em đó là một cái kỹ năng vô cùng là cần thiết nếu như mà anh em chơi trong chế độ đấu nhanh 6 đội. Đó là thiết bị sơ cứu. Tức là khi mà đồng đội bò vào cái vùng thiết bị thì đồng đội sẽ auto được cứu rất là nhanh nha mọi người. Hiện tại thì mình đã trang bị vào khe kỹ năng rồi. Với lại thì anh em có hỏi mình là tạo phòng trong tựa game Cyber Hunter ở đâu. Anh em vào cái mục tạo phòng này. Đó, anh em đặt tên phòng này, chế độ này, rồi là cái số lượng người chơi, cũng như là các bạn có thể là tùy chỉnh thêm. Để khi mà các bạn tạo phòng, các bạn sẽ có được một cái phòng nó ok theo ý thích của anh em. Được rồi, và khi mà anh em tạo phòng thì một trận sẽ mất đó là một vé tạo phòng, hoặc là anh em có thể mua theo giờ, đó là 1 giờ hoặc là 6 giờ nha mọi người. Không để cho anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ lại đến với chế độ đấu nhanh 6 đội, một chế độ vô cùng là hot ở trong cái tựa game Cyber Hunter này. Ok anh em, và khu vực chơi ngày hôm nay của chúng ta đó là thành phố Vera nha mọi người. Anh em chờ trong giây lát. Uầy, hôm nay thì chơi game là những cái người còn lại trong team của mình đều mặc, gọi là đều sử dụng cái nhân vật nữ anh em ạ. Wow, có khi nào là tôi chơi toàn với nữ không nhỉ anh em? Ok, đầu trận thì các bạn hãy cứ lượm lặt đồ đi. Cái combo mà kẹo yêu thích thì vẫn luôn là một súng trường với lại kết hợp một súng tiểu liên. Chứ nói thật với anh em là súng bắn tỉa thì kẹo không có quen. Thì kẹo xin giới thiệu cho những anh em nào chưa biết về chế độ đấu nhanh 6 đội. Tức là một trận đấu anh em sẽ có đó là 24 người chơi, tức là 6 đội tham gia nha. Và cái quy tắc của trò chơi này đó là khi mà đồng đội của anh em chỉ còn một người còn sống thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục được hồi sinh. Đấy, nên là cái chế độ này nó mang cái tính tinh thần đồng đội vô cùng là cao. Mình đánh giá là đây là một chế độ khá là hay trong cái tựa game Cyber Hunter. Ok, đầu trận thì anh em chủ yếu là lượm lặt đồ dùng các kiểu thôi. Mình sẽ lên tạm cái phía trên này luôn mọi người ơi. Trên này thì nó là một cái vị trí vô cùng là cao. Các bạn có thể là quan sát một cách nó dễ dàng hơn này. Ok, lên trên và quẩy luôn chứ sao phải ngại nhỉ mọi người. Uầy, công nhận là anh em ngắm sông núi vô cùng là đẹp luôn nhé. Thế để mình coi xem là có ai ở xung quanh đây không. À kia rồi, hình như là có một đứa ở ngay phía trước mặt này. Quẩy đậu xanh. Chán quá anh em ạ. Cơ bản là cái súng của mình hiện tại thì không có được trang bị ống ngắm này, nên là xài hơi bị chán này. Ok, giết được một kill rồi nhé anh em. Hình như là thằng bạn nó kia anh em ơi, thằng bạn nó kia. Ui, em ơi làm gì vậy? Làm gì ở đây vậy hả em ơi, làm sao? Chú muốn gì vậy? Ui, lại thêm một thằng nữa hả? Như vậy là có nguyên một team ở trong cái khu này luôn các bạn ơi. Ui, đậu xanh này làm sao? Lên bảng điểm số đi nhé em ơi. Công nhận là tôi bắn nó tốn đạn phết anh em ơi. À, muốn gì cơ? Ok này, lên bảng đếm số luôn nhá. Uầy, nói đùa thôi anh em ơi, nãy là mình chỉ bắn nốc thằng kia thôi, nên là bây giờ là mình mới được tính có một kill thôi này. Uầy, sorry anh em là kẹo hơi nhầm xíu, cứ tưởng là bắn được hai đứa rồi cơ. Ơ nhưng mà không thấy đứa nào chạy lên nữa cả. Với lại thì đồng đội mình ở mãi phía xa kia cơ. Uầy uầy, ok, để mình sẽ qua luôn. Đấy, chơi game tính đồng đội cơ mà. Anh em ai lại đi riêng lẻ như tôi vậy. Nên là ok, mình sẽ chạy lại gần so với vị trí của ba người đồng đội hơn nữa. Ok, đi theo team đi. Ủa ơi, bắn nhau ghê vậy. Từ từ, chờ xíu thì kẹo sẽ qua để góp phút thôi nhá. Riêng kẹo thì kẹo đâu có ngại gì đâu hả anh em. Lên trên luôn nào. Hello, trên này có ai không vậy? Ơ, có một đứa này. Ui, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Ui, làm sao đấy em ơi? Rốt cuộc là chú muốn gì cơ? Ui, làm sao? Anh lại sợ chú quá này. Ok mọi người, riêng mình là mình chẳng sợ nó đâu nha. Làm sao đấy em ơi? Úi dồi ôi này. Ok, vậy là mình có được mạng thứ 3 rồi các bạn ơi. Mấy cái thằng rơm rơm này làm sao mà có thể là sơi được kẹo hả? Tranh thủ lút đồ cái đã và let's go đi thôi nào.
Uầy, như vậy là vẫn chưa có team nào phải rời khỏi trận đấu. Lúc này thì cái số lượng người chơi trong ván đấu này vẫn là 24 người chơi này. Wow. Mà trong khi đấy thì bo càng ngày càng nhỏ và chắc chắn là những cuộc chiến sẽ trở nên là căng thẳng hơn bao giờ hết nhá. Uầy, làm sao đấy em ơi? Nhảy dù hả em ơi? Nốc rồi nhé và ok mạng thứ tư luôn. Ngon lành cảnh đào anh em ạ. Riêng kẹo ở đây thì việc gì phải sợ bố con thằng nào nhỉ? Uầy, từ từ. Từ từ anh em ạ, để tôi xem là... À, ngoài đây có người này. Uầy, thì kia bị đai rồi. Đây này. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Ủa, cũng lên bảng đếm số luôn rồi cả. Nhanh vậy. À đâu, nó đang thập thò ở ngay chỗ này này. Làm sao muốn gì? Làm sao muốn gì? Cái đậu xanh này, láo lếu này em ơi. Ủa, bên hông. Bên hông có người các bạn ơi, ghê vậy. Đấy, nhanh trí chạy vào nhà. Nói chung là anh em chơi game là phải cẩn thận. Không cẩn thận anh em không quan sát kỹ là anh em sẽ lên bảng đếm số rất là sớm nhá. Và chắc là mình sẽ lên tạm cái chỗ này cái đã. Ok mọi người. Thằng nào vừa bắn mình vậy? Uầy, trên này mình chưa thấy ai anh em ơi. Hầu như là trên này khá là vắng nhá. Không có thấy một người nào luôn này. Ui, tiếng súng ở đâu gần vậy? À đây, có người này. Nó đang chạy anh em ạ. Uầy, thằng nào bắn xuống dưới này vậy? Thằng đội mình à? Bắn linh ta linh tinh. À, đậu xanh này có người này làm sao? Chạy đi em ơi. À, chạy đi em. Úi dồi ôi này, mạng thứ 5 dành cho xích kẹo nhé. Tuổi gì em ơi? Uầy, bo thu. Ok, bo thu thì chạy vào trong bo thôi nha em ơi. Sao phải ngại nhỉ? Ơ nhưng mà kiểu này là có khi là kẹo lại phải bơi qua cái sông lớn này rồi nha em ơi, không sao cả. Bơi thì bơi, tôi ngại gì đâu. Các bạn là đi chân cầu thì anh em sẽ rất là dễ bị lộ nên là thôi bơi. Bơi nó còn có tính năng đó là hụp lặn nữa cơ mà. Uầy, thôi nhả ra đi anh em. Ok, bơi đi. Sao phải ngại? Không đi được chân cầu, không bán được thành cầu thì chúng ta đành phải bơi vậy. Bơi thì trong game nó có lúc lặn mà anh em lặn lên lặn xuống này, nó rất là linh hoạt luôn nha mọi người. Nên là thật ra là mình cũng chẳng sợ là bị kẻ địch bắn khi mà kẹo đang ở dưới nước cơ. Uầy, từ từ. 5 đội còn sống, như vậy là một đội đã phải ra đi. Ok ok. Lúc này thì tổng số lượng người chơi đó là 19 người chơi nhá. Uầy, bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ơi. Đây các bạn chờ mình một xíu này. Mình chuẩn bị là lên phía trên thôi anh em. Ok ok. Uầy, đồng đội mình kìa. Nhanh lên hỗ trợ nhanh anh em ơi. Không là team tôi đai là thua xong đấy. Uầy, ông nào bắn nhau ở trên mà nghe tiếng súng rát thế nhỉ anh em. À đủ, căng căng. Làm kẹo sợ hết cả hồn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ trèo lên cái thành cầu này. Chúng ta sẽ có được một vị trí cực kỳ là cao để anh em tha hồ mà cam. Sau đấy thì anh em tha hồ mà bắn súng nhá. Ok, mình sẽ lên vị trí nó cao một xíu này. Như là đây này, có một cái thanh ngang này anh em ơi. Ok, hay qua phía này nhỉ. Đây, chuẩn bị là nhảy xuống thôi anh em ơi. Đó, đứng tạm ở đây, hợp lý rồi. Người đâu? À đây hả, làm sao? Làm sao này? Ok, mạng thứ 6 này. Làm sao em ơi? Người đâu? À đây này. Úi dồi, nóc nhà hả em ơi? Đứng cạm ở nóc nhà hả, làm sao? Mạng thứ 7 rồi anh em ơi, kìa kìa. Nó lại nhảy dù xuống này. Úi dồi ôi em ơi, nhảy dù với anh nhá. Nhảy dù với anh nhá. Làm sao đấy, làm sao đấy này. Anh đang ở ngay trên đầu chúng cơ mà. Trốn làm sao được hả em, mạng thứ 8 luôn này, làm sao. Quẩy lên huyền thoại luôn rồi cả. Ghê vậy, kìa kìa. Lại người nữa này. Cố gắng là sấy thật là nhiều kill luôn nha anh em. Ok này. Rất là đông anh em. Ở một cái vị trí cao như thế này anh em tha hồ mà bắn. Tha hồ mà sấy nha mọi người. Làm sao đấy? Ok, mạng thứ 9 luôn nhá. Nữa hả? À, bay qua đây định sơi anh à? Định sơi anh à. Xong luôn 10 kill, một con số vô cùng là tròn chính này. Kìa kìa. Lại nữa hả? Từ từ. Chờ xíu nha mạng kia. À, chạy nhanh vậy hả? Ui, chạy nhanh đấy em ơi. Ok, hẳn là chạy nhanh cơ. Ui, ghê thật. Hình như là nó uống cái lon nước nên là chạy nhanh vãi trưởng luôn các bạn đây. Ui, có đứa lại trèo hẳn lên ngọn cây cả, làm sao? Muốn gì hả em ơi? Lên ngọn cây này. Kìa kìa, cho nó nhảy xuống cả rồi các bạn ơi. Ui,
Thằng này nó vừa nhảy dù xuống nên là người đang còn vàng, anh em bắn sẽ không bị sát thương vào đây. Xây luôn. Đúng rồi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em. À, nó núp ở đấy rồi, nên là thôi nha anh em. Mình xây cái team ở ngay phía trước mặt này. Uầy, bình tĩnh. Bình tĩnh nha mọi người, làm sao đấy. Lên bản điểm số cho em ơi. Ok, mạng thứ 12 luôn này. Kì kèo. Lại anh nhảy dù qua đây á, có giỏi qua đây mà xây anh này. Anh lại sợ có chú quá cơ. Làm sao. Uầy, người đó đang còn vàng nha em ơi. Bắn phí đạn, chờ người đó hết vàng kìa đã. Vàng đấy là miễn nhiễm sát thương nha anh em. Uầy, anh em bình tĩnh nhé. Để mình coi nào. Chưa thấy ai nữa cả, à đây. À, làm sao đây em ơi. Bay qua đây để sơ anh à. Ok ok, bó thu rồi mọi người ơi. Ok, vào bo trước cái đã. Rồi, đứng tạm chỗ này anh em ơi. What the hell, phía sau mình có người các bạn ơi. Thôi xong rồi. Ôi thằng bé xây kinh vãi trưởng. Ui rồi ôi, thôi xong thôi xong thôi xong. Cuộc đời tôi tàn mất rồi các bạn ơi, đai mất tiêu rồi. À, mấy đứa này cũng có mấy chỗ cam chất phết anh em ạ. Bo mà không thu thì mình tha hồ mình hạ mấy thằng này nhá. Ok mọi người, chờ xíu chúng ta sẽ được hồi sinh này. Rồi, làm sao. Thằng nào nãy vừa xơi anh, bây giờ là anh xơi lại luôn nhá. Trước hay là mình cứ nhảy dù tạm qua đây cái đã mọi người ơi. Đấy. Rồi ok, ui có người cả. À đủ ghê, à đủ ghê. Cơ bản là có mỗi cái khẩu súng trường Delta nên là kẹo không tự tin cho lắm. Và chúng ta sẽ cần lượm thêm súng nữa. Uầy nữa hả, làm sao đấy em ơi. Qua đây tính sơ anh à. Ui dồi ôi, lại nốc nữa rồi nha em ơi. Có 15 kill rồi, làm sao người đâu. Anh là anh săn bằng tất cả luôn nhá. Các chú tưởng là có thể là sơ được kẹo hả. Sơ kẹo thì không có dễ đâu nha. Này anh em ơi, vừa chạy vừa nhảy này. Trông có vẻ như là, ui dồi ôi, cao thủ đấy nhỉ. Cao thủ này em ơi. Bắn nổ gốc cây xem là chú cao thủ ở đâu. Uầy. Lên mảng đếm số đi nhà em, 16 kill rồi. Headshot và vỡ đầu luôn. Uầy, người đâu. Đang còn đông lắm anh em ạ. Uầy, hình như là còn 2 team nữa thì phải này. Làm sao. À, chạy nhanh nhỉ em ơi. Ok ok, bình tĩnh. Bình tĩnh các bạn ạ. À, phía dưới có một đứa này. Thôi kệ luôn, xấy thằng nào cũng được mà anh em. Cứ thằng nào hở ra là kẹo xấy luôn nhá. Ok luôn này, mạng thứ 17 luôn này. Rồi để coi đấy, con máu cái đã, tranh thủ con máu đàng hoàng luôn. Người đâu? À, lên ngọn cây hả em ơi. Úi dồi, bó thu, nhanh nhanh. Lại còn lên cả ngọn cây nữa thì ghê rồi. Đây mình dựng tạm cái này đi anh em ơi. Cái này thì che chắn vô cùng là tốt luôn nha anh em. Thật kia. Ngọn cây này em ơi, lên ngọn cây này, mạng thứ 18 luôn nhá. Trời ơi, cái kia. À, phía xa này không phải là người. Kẹo nhìn nhầm, sorry anh em nhá. Và chỉ còn lại team mình với lại thêm một team nữa thôi anh em ơi. Mình xem là chúng nó đang nhảy rủ ở đâu. Đấy, để mình xử chúng nó luôn. Chuẩn bị là có top 1 rồi nhá. Ok, bình tĩnh. À đây, làm sao đấy em ơi. Úi dồi ôi này. Mạng thứ 19 luôn này, ngon lành. Ở đậu xanh, có người hả. À đủ. Mày xơi đồng đội anh Hải em ơi, làm sao đấy em ơi. Mày xơi đồng đội anh này, từ từ đây. Mình cứu bạn ngay. Cứu đồng đội đàng hoàng cái đã anh em ơi. Ây. Và để xem nào anh em ơi. Chúng nó lại đang nhảy dù xuống rồi cả. Chỗ nào vậy? À đây là thằng bạn mình, ở đây à. Úi dồi kẻ địch này, làm sao đấy em ơi, lên bản điểm số chưa. Nữa hả? Nữa hả này, ok, chiến thắng. Yes, tuyệt vời. Như vậy là mình đã có được 20 kill top 1 trong vài đấu này. Và như là xếp hạng top 1 luôn ở trong bảng thành tích đấy nhỉ anh em. Ok, để vào thử coi. Uầy, xếp hạng đội này. Vâng, và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.